Xin hân hạnh giới thiệu bột nêm Marcel sản xuất tại Úc, một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, chiết xuất từ rau củ quả, đặc biệt không gluten, không bột ngọt, không đường hóa học. Một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho các cụ ông cụ bà. Sản phẩm được bán rộng rãi tại các siêu thị người Việt với hai kích cỡ, độc quyền cho cộng đồng người Việt là 800g và 250g. Chúng tôi đang cần đại lý từ khắp nơi trên nước Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0452 067 535. Nước là một thành phần vô cùng quan trọng trong cơ thể con người, giúp duy trì sức khỏe của mỗi người. Và để thay đổi nguồn nước, Vietfay TV xin giới thiệu máy lọc nước điện giải Kangen, một sản phẩm tuyệt vời từ Nhật Bản nhằm giúp tăng cường sức khỏe, cân bằng trạng thái cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, gia tăng tuổi thọ, hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa, cũng như giúp đường ruột sạch hơn và hoạt động tốt hơn. Ngoài ra còn giúp phòng chống những bệnh ngoài da, viêm nhiễm và vẩy nến. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc anh Hòa Võ qua số điện thoại 0402 027777. Bạch Ngọc xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, việc giá nhà cho thuê liên tục gia tăng tiếp tục là đề tài được tranh luận nhiều nhất ngày hôm nay, đặc biệt là về lý do thật sự của việc gia tăng này. Trong khi đó, thì tại Queensland, chính phủ đang đưa ra thêm nhiều biện pháp để bảo vệ cho người thuê nhà. Trong giao thương với Trung Quốc, số lượng than đá của Úc xuất khẩu sang Trung Quốc dự phóng sẽ có sự tăng vọt đáng kể trong năm nay. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay, thứ Sáu, ngày 21 tây tháng 4 năm 2023 của Vietface TV. Đầu tiên là tin về việc giá nhà thuê gia tăng phi mã, lý do là vì sao? Đài ABC vừa có bài viết về việc nhiều người cho rằng giá thuê nhà tại Úc đã và đang tăng phi mã, mà lý do chính là vì lãi suất gia tăng và làn sóng di dân từ nước ngoài cũng gia tăng. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu được đăng tải trên trang mạng The Conversation của các viện đại học, thì việc giá thuê nhà bắt đầu tăng mạnh vào cuối năm 2021, tức là 6 tháng trước, khi ngân hàng trưởng kiêm RBA bắt đầu tăng lãi suất. Và vào thời điểm mà ngân hàng này được dự báo sẽ không tăng, điều này cho thấy là không có lý do cụ thể nào để cho rằng lãi suất gia tăng đã ảnh hưởng đến giá thuê nhà. Điều quan trọng đối với tiền thuê cũng như đối với bất kỳ mức giá nào là nhu cầu và nguồn cung của sản phẩm được định giá. Nhu cầu lớn hơn thì tất nhiên giá sẽ leo thang, và khi nguồn cung nhiều hơn thì giá sẽ giảm hạ. Nhìn bề ngoài, cả cung và cầu đều không thay đổi nhiều trong giai đoạn COVID-19 khi giá thuê bắt đầu tăng. Dân số Úc đã đang tăng chậm hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử hiện đại. Và số lượng bất động sản cho thuê đang tăng lên mặc dù không nhiều. Theo bộ phận nghiên cứu của RBA, điều đã thay đổi trong thời kỳ COVID-19 là số người trung bình trên mỗi hộ gia đình. Sự thay đổi dường như không lớn, mức trung bình giảm từ 2,6 cư dân một hộ gia đình xuống dưới 2,55 người trên một hộ gia đình. Nhưng áp dụng cho hàng triệu hộ gia đình, điều đó có nghĩa là cần thêm khoảng 140.000 ngôi nhà và căn hộ so với trước đây. Sự thay đổi đột ngột này đã khiến ngành xây dựng vô cùng khó ứng phó, đặc biệt khi nó bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cũng liên quan đến sự khan hiếm nhà cửa, câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta đột nhiên muốn sống với ít người hơn trong cùng một căn nhà? Người đứng đầu bộ phận kinh tế của ngân hàng trưởng kiêm RBA là Lucy Ellis cho rằng đó là do chính COVID-19 và các đợt phong tỏa khiến con người bỗng dưng cảm thấy quý giá hơn không gian chia sẻ. Ellis cho biết tỷ lệ người dân Úc sinh sống trong các ngôi nhà tập thể đã giảm ở mức thấp. Đối mặt với sự lựa chọn sống với một số lượng lớn bạn cùng nhà và chỉ một người, rất nhiều người thuê nhà đã rời khỏi nhà tập thể và sống chung với nhau.
tất nhiên, còn nhiều yếu tố nữa. Nhưng khi cung và cầu đối với bất kỳ thứ gì gần như cân bằng, giá thuê đã tăng chưa đến 1% mỗi năm trong 4 năm trước COVID-19 và giảm trong năm đầu tiên xảy ra COVID-19. Sự thay đổi đột ngột về cung hoặc cầu có thể khiến giá cả thay đổi nhanh chóng. Cần phải nói rằng, đối với hầu hết người thuê nhà, giá vẫn đang di chuyển chậm. Giá thuê ở các thành phố lớn được cho là tăng 13% trong năm qua, và giá thuê tại các thành phố nhỏ tăng hơn 9%. Tuy nhiên, giá thuê trung bình, mức trung bình của tất cả những gì người thuê nhà phải trả chỉ tăng 4,8%. Tiền thuê tính cho những người đang thuê nhà tăng chậm hơn nhiều so với tiền thuê tính cho những người thuê mới, một phần vì chủ nhà thường thích người thuê nhà của họ, và một phần vì trong năm đầu tiên, những người thuê nhà thường ký hợp đồng cố định. Nhưng theo thời gian, khi những người thuê nhà chuyển nhà và chủ nhà trở nên ít khó tính hơn, ngày càng có nhiều người thuê nhà có xu hướng trả tiền thuê như quảng cáo. Nó làm cho việc tăng giá thuê được quảng cáo là một dấu hiệu không mong muốn về những gì sắp xảy ra. Mọi việc có thể trở nên tồi tệ hơn. Thống đốc RBA Philip Lowe cho biết, tốc độ dân số sẽ tăng lên 2%, sắp xỉ mức cao nhất đạt được trong thời kỳ bùng nổ tài nguyên. Không ai có thể xây nhà nhanh được như vậy. Thống đốc Lowe cho biết là gần đây nhất, khi dân số tăng mạnh, phải mất khoảng 5 năm để nguồn cung cấp nhà đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nhà ở. Tất nhiên, người dân Úc sẽ có cách đối phó với tình hình. Một là họ quay lại sống trong những ngôi nhà tập thể. Hai là trì hoãn việc dọn ra khỏi nhà của cha mẹ của họ, hoặc chuyển về ở đó. Nhưng ngay cả khi điều này diễn ra, theo thống đốc Philip Lowe, lạm phát tiền thuê nhà vốn rất thấp trước đại dịch COVID-19 có khả năng vẫn duy trì ở mức khá cao trong một thời gian. Sau đây là tin từ Queensland, ban hành các chính sách nhằm hạn chế gia tăng tiền thuê nhà. Những thay đổi đối với các khoản khấu trừ tiền đặt cọc, thu thập dữ liệu người thuê nhà và các yêu cầu khác có thể được áp dụng trong giai đoạn cải cách tiền thuê nhà tiếp theo ở Queensland. Việc mở cuộc tham vấn cộng đồng về các luật được đề xuất tuân theo lời hứa, hạn chế việc gia tăng tiền thuê nhà mỗi năm một lần trong bối cảnh giá thuê nhà tăng mạnh nhất cả nước và tỷ lệ nhà trống 1%. Thủ hiến Anastasia Palaszczuk phát biểu trước Quốc hội rằng giải quyết vấn đề nhà ở là một vấn đề phức tạp, cần có sự hợp tác và cộng tác giữa tất cả các cấp chính quyền, cùng với ngành công nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức cộng đồng. Trong khi đó, nghị sĩ Amy Macron của Đảng Xanh đã chỉ trích chính phủ về việc thiếu tham vấn về giới hạn tiền thuê vừa được đưa ra và cho biết biện pháp này sẽ tiếp tục cho phép chủ nhà tăng tiền thuê nhà bao nhiêu tùy thích. Để đảm bảo giá thuê hợp lý, các nhóm bao gồm Đảng Xanh và Hội đồng Dịch vụ Xã hội Queensland, gọi tắt là QCOSS, mong muốn có giới hạn về số lượng cũng như tần suất. Giám đốc điều hành QCOSS, bà Amy McVeigh cho biết, mặc dù giới hạn về số tiền thuê nhà có thể tăng lên sẽ không được tất cả mọi người hoan nghênh, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng Queensland đang gặp khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng và ngày càng gia tăng. Về phía chính quyền, họ cho biết họ muốn đạt được sự cân bằng giữa quyền của người thuê nhà và chủ nhà khi họ tiến hành giai đoạn tiếp theo của cải cách cho thuê, nhằm cải thiện tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự công bằng trong thị trường nhà cho thuê. Ngoài ra, chính phủ yêu cầu chủ nhà cũng cần phải chứng minh người thuê nhà không đáp ứng các nghĩa vụ của họ khi đòi tiền thế chân là một trong những đề xuất được nêu trong sự lựa chọn năm 2023. Những đề xuất này được đưa ra sau khi một báo cáo cho biết những người thuê phải cung cấp lịch sử cho thuê trong 2 năm, cũng như bản sao kê ngân hàng, bằng lái xe hoặc hộ chiếu và bằng chứng về tình trạng việc làm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường cho thuê nhà trên khắp tiểu bang đang khan hiếm, theo số liệu mới được Viện Bất Động Sản Queensland. Kế đến là tin về quan hệ thương mại Úc-Trung. Canberra có thể gia tăng xuất khẩu than đá cho Trung Quốc.
Chính phủ Úc vừa cho biết là có thể gia tăng xuất khẩu than cho Trung Quốc. Một cách cụ thể thì trong tháng 3 vừa qua, nhập khẩu than của Trung Quốc đã tăng 151% so với cùng kỳ năm 2022 lên 41,17 triệu tấn, tức cao nhất trong 3 năm. Trên căn bản một quý thì trong quý 1 năm 2023, nhập khẩu than đá đạt 101,8 triệu tấn, tức là tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu cần sử dụng than để sản xuất điện và thép gia tăng khi Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế. Nhập khẩu than của Trung Quốc từ Úc đang ở mức 2,73 triệu tấn, trong đó 2,13 triệu tấn được sử dụng cho các nhà máy điện và 417.576 tấn dùng để sản xuất thép. Nhắc lại là vào giữa năm 2020, Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm không chính thức đối với than đá nhập cảng từ Úc. Tuy nhiên, lệnh cấm đã được dỡ bỏ trong năm nay. Trước lệnh cấm, Úc Châu là nhà cung cấp than lớn thứ hai của Trung Quốc sau Indonesia. Ngay cả khi tính đến chi phí vận chuyển và thuế hải quan, than đá của Úc vẫn cạnh tranh được với than nội địa tại Trung Quốc và quan trọng hơn là có thể sẵn sàng cho người mua hơn so với nguồn cung trong nước. Lợi thế này đang thúc đẩy việc Trung Quốc mua than đá của Úc mà ước tính lượng than nhập khẩu trong tháng 4 này sẽ đạt 5,04 triệu tấn, trong đó than nhiệt chiếm 4,72 triệu tấn. Bảo vệ môi trường. Số lượng xe điện tại Úc cần gia tăng. Chính phủ Úc vừa cho biết sẽ nâng tiêu chuẩn kiểm soát khí thải từ các phương tiện giao thông nhằm thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang dòng xe điện. Đây là bước đi nhằm giúp nước Úc bắt kịp với xu thế toàn cầu cũng như đáp ứng các chuẩn mực hiện đại về kiểm soát khí thải. Tại Úc, khí thải từ phương tiện giao thông vận tải là nguồn phát thải carbon lớn thứ ba và là một trong ba nguồn phát thải khí carbon lớn nhất thế giới tính trên bình quân đầu người. Thống kê cho thấy, trung bình xe hơi mới của Úc sử dụng nhiên liệu nhiều hơn 40% so với các phương tiện tại Liên minh châu Âu và 20% so với Mỹ. Hiện tại, chỉ số 3,8% số ô tô được bán tại Úc trong năm 2022 là xe điện, đứng sau các nền kinh tế phát triển khác như Anh và châu Âu, nơi mà xe hơi điện lần lượt chiếm 15% và 17%. Điều này cho thấy Úc là quốc gia phát triển duy nhất, không có hoặc đang phát triển các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, khuyến khích các nhà sản xuất cung cấp nhiều phương tiện chạy bằng điện và không phát thải. Cũng tin liên quan tới môi trường, khởi động xây dựng trang trại điện gió có công suất lớn nhất từ trước đến nay. Trang trại điện gió có tên gọi là Golden Plains, nằm ở thị trấn Rockwood phía tây vùng Geelong thuộc Victoria, sẽ giúp xoa dịu lo ngại về tốc độ phát triển các dự án năng lượng tái tạo của Úc hiện nay. Đây là một trong những trang trại điện gió trên bờ lớn nhất Úc và là một phần trong kế hoạch thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo nước Úc có thể đạt được mục tiêu tham vọng về khí hậu. Nhà đầu tư năng lượng sạch toàn cầu Tech Energy, nhà thầu dự án Golden Plains đã quyết định xây dựng trang trại điện gió trị giá 2 tỷ đô la thành một trang trại điện gió thương mại hoàn toàn. Điều này có nghĩa là công ty sẽ bán điện trên toàn thị trường thay vì kiếm doanh thu thông qua các hợp đồng mua bán điện dài hạn với khách hàng. Theo Tập đoàn Tài chính Năng lượng CEFC, thì chính phủ Albanese ước tính trang trại Golden Plains sẽ đáp ứng 9% nhu cầu điện của Victoria, đồng thời giúp cắt giảm 770.000 tấn khí thải CO2 mỗi năm, tức là hơn 23 triệu tấn trong vòng 30 năm của trang trại này. Tập đoàn CEFC hiện đã đầu tư 175 triệu đô la vào dự án này. Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào một dự án điện gió mà họ từng thực hiện. Ngoài ra, CEFC cũng kỳ vọng đây sẽ là dự án đóng góp lớn nhất vào tiến trình giảm phát thải trong danh mục đầu tư của mình. Bên cạnh nguồn vốn từ tập đoàn CEFC, thì Golden Plains cũng nhận được các khoản đầu tư tổng trị giá 1 tỷ 800 triệu đô la từ các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có Tech Energy, khoản vay từ ngân hàng Westpac, ngân hàng Commonwealth, ngân hàng Trung Quốc
tập đoàn tài chính Mizuho của Nhật Bản, cũng như Ngân hàng Tái thiết Đức và Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Đan Mạch. Ông Andrew Griggs, đối tác quản lý của Tech Energy tại Úc, nhận định việc triển khai xây dựng dự án đã đánh dấu mốc quan trọng, cho thấy nước Úc đang trong giai đoạn chín mùi cho các dự án đầu tư mới. Với bản tin vừa rồi, Bạch Ngọc xin tạm dừng chương trình tin tức của Đài Việt Face TV. Xin chân thành cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an, vui khỏe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa nay. Xin chào tạm biệt.